Hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn top 9 địa điểm phượt thú vị ở Huế cho giới trẻ. Các bạn thân mến, Huế nổi tiếng với những nét trầm mặc, nét nhẹ nhàng mà đắm thắm bởi lịch sử phong kiến. Song, bạn có biết rằng giữa chốn đất hữu tình nên thơ ấy, có khá nhiều địa điểm du lịch mới được giới trẻ lựa chọn cho những chuyến đi của mình. Đó là những con đèo, dốc núi, những thác nước đại ngàn mà dân phượt hay tìm đến. Hãy cùng khám phá những không gian kỳ vĩ, cái riêng của vùng đất miền Trung nên thơ này nhé. Đầu tiên là Đồi Thiên An, Hồ Thủy Tiên. Cái tên đã gợi nên sự thích thú tò mò cho các bạn chưa nhỉ? Đúng như tên gọi, Hồ Thủy Tiên là bức tranh hòa trộn giữa vẻ đẹp nên thơ, cái bình lặng của mặt hồ lẫn màu xanh của núi rừng, của sắc trời. Cái đẹp ma mị, có chút bí ẩn, hoang sơ là cảm nhận chung nhất của mỗi ai đã từng đến nơi đây. Dọc theo tuyến đường Điện Biên Phủ, sau đó rẽ trái sang đường Minh Mạng, bạn bắt đầu lạc vào mê cung, vào không gian của khu du lịch Đồi Thiên An, Hồ Thủy Tiên. Hãy thử một lần ghé thăm nơi đây cùng những nhóm bạn, hãy rủ rê, tụ tập thành team phượt để lưu lại những hình ảnh đẹp mà khó bỏ qua với rừng thông bạt ngàn, với màu xanh nước bình lặng in mặt hồ. Chắc chắn rằng bạn sẽ dư thừa cảm xúc để có những bức ảnh sâu deep, đẹp quyến rũ, dịu, nhẹ và đầy bí ẩn. Hoặc hãy tận dụng không gian nơi đây cho những chuyến cắm trại cùng hội bạn bè, ca hát, đan cũng là một ý tưởng không hề tệ. Thứ hai, đầm Phá Tam Giang. Phá Tam Giang có chiều dài 24 km, theo hướng Tây Tây Bắc, Đông Đông Nam. Từ cửa sông Ô Lâu đến sông Hương, ra cửa biển Thuận An, thuộc địa phận 12 xã của 3 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù khá xa so với trung tâm Huế, nhưng Phá Tam Giang thu hút đông đảo người đến tham quan. Bạn yêu thiên nhiên, là con người tĩnh lặng, thích giao hòa với khí trời. Hãy đến với Phá Tam Giang, cùng hòa mình vào đất, nước, trời, một vẻ đẹp khiến bao người thốt nên thơ. Thương em, anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà hồ, sợ Phá Tam Giang. Cùng với cái nhẹ nhàng thanh thoát của mặt nước màu ngọc bích, những hàng rào lưới răng, bấp bênh cùng mấy con thuyền nhỏ, tạo nên một bức tranh gợi tình gợi cảnh, vừa là vẻ đẹp của người lao động, vừa là bức tranh phong cảnh của vùng đất bình yên. Ngoài ra, khi đến đây, bạn sẽ thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của vùng, món ăn dân dã miền quê đầm phá, cái ngọt, tươi mát mà thiên nhiên ban tặng. Địa điểm thứ ba mà Top List muốn giới thiệu tới các bạn đó là rừng Rú Trá. Bạn yêu những rặng đước miền Tây, nét hoang sơ nguyên sinh của đất trời, rừng ngập mặn Rú Trá, Huế có đủ vẻ đẹp đó. Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất ở Phá Tam Giang, cách trung tâm thành phố Huế chừng 15 km, thuộc địa phận làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế. Rú Trá có tên như vậy bởi 70% cây trá mọc tự nhiên với tuổi thọ hàng trăm năm. Với diện tích rộng khoảng 5 ha, Rú Trá thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ chưa khai thác, bởi hàng hàng cây trá mọc ven bờ, bởi rừng cây nguyên sinh làm mê lòng dân phượt. Bên cạnh khung cảnh đầy yên ắng, bạn bắt gặp ngôi miếu linh thiêng, được người dân nơi đây thờ cúng. Thời điểm đẹp nhất đến Rú Trá là mùa lá rụng. Quá tuyệt vời bởi những bức hình chất, vẻ đẹp của núi rừng của lối mòn vào Rú Trá. Ngoài ra, tận hưởng cái trong lành mát mẻ từ các luồng gió, đúng là một địa điểm khó bỏ lỡ phải không nào? Thứ tư, Suối Voi. Giữa khí trời oi ả, nóng bức của ngày hè xứ Huế, thật tuyệt khi đến với khu du lịch Suối Voi. Thả mình vào làn nước mát rượi và trong lành, Suối Voi còn có một cái tên thân mật nữa là Suối Mẹ. Nằm trên địa phận Thừa Thiên Huế, tọa lạc km 879 trên đường đi vào Đà Nẵng đến Huế, ngang xã Lộc Tiên, huyện Phú Lộc. Vé vào cổng là 10.000 đồng trên người và giá vé bảo hiểm là 4.000 đồng trên người. Đừng quên ghé nơi đây vào những ngày hè của bạn, thử tắm cảm giác giữa dòng suối trong vắt, có một cảm giác mát lạnh đến lạ, rồi sau đó leo lên những ngôi chòi nghỉ ngơi hoặc là ăn uống, ca hát, đúng là một trải nghiệm khó quên đấy. Thứ năm, Thác Nhị Hồ. Từ khá lâu, Thác Nhị Hồ đã thu hút đông đảo du khách khi đến với Huế, đặc biệt là giới trẻ. Cách trung tâm Huế 45 km về phía nam, thuộc địa phận thôn Hỏa Mẫu, xã Lộc Trì, Phú Lộc. Với dòng thác đổ xuống từ vách núi, thác như một tuyệt tác thiên nhiên vẽ nên cùng hai hồ nước lớn trong mắt sát cạnh nhau. Sẽ thật thú vị khi tận hưởng không khí trong lành, đậm chất núi rừng nơi đây. Hãy tận hưởng giây phút tuyệt vời nhất cho ngày hè cùng Thác Nhị Hồ các bạn nhé!
Và thứ sáu là biển Cảnh Dương. Biển Cảnh Dương là một lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến cắm trại xuyên đêm. Vị trí ở thôn Cảnh Dương, xã Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế các bạn nhé. Bạn sẽ không thể nào rời mắt bởi khung cảnh đẹp tuyệt vời, chập trùng những dãy núi, bởi những bãi cát mịn màng cùng với nền trời xanh in dưới mặt nước biển. Hơn thế nữa, sẽ thú vị cho những hoạt động thể thao biển. Đây là một địa điểm thích hợp nhất cho các buổi sinh hoạt giải trí, tổ chức trò chơi và cũng là một địa điểm sống ảo quá chuẩn cho giới trẻ đấy các bạn ạ. Địa điểm tiếp theo là biển Thuận An. Biển Thuận An cách trung tâm Huế 15 km về phía đông, từ lâu đã nổi tiếng về địa điểm du lịch tắm mát. Bạn có thể di chuyển nhanh bằng ô tô, xe máy hoặc các tuyến xe bus về với biển. Về với biển, ngửi cái mùi mặn mà của nước, của muối và hơi cá từ biển cả. Cái cảm thoạt đầu bạn có được đó chính là sự gần gũi, bình dân và thoáng nét đẹp nên thơ nên rất mơ mộng. Ngoài việc tắm biển, đến với Thuận An, bạn còn thưởng thức các món ăn hải sản từ các nhà hàng, quán ven biển hay một số món ăn nổi tiếng từ lâu như là bánh ép, bánh lọc. Hãy thử cảm giác đón bình minh hay ngắm hoàng hôn trên biển một lần, sẽ là một trải nghiệm khó quên đấy. Thứ 8. Bãi Chuối. Bãi Chuối là một địa điểm khá lý tưởng cho những ai mê phượt những vùng độc đáo. Bãi Chuối nằm ở phía Bắc Hải Vân, trong địa phận của Lăng Cô, Huế. Bãi lọt thỏm giữa hai mỏm đất cao, tạo nên cho những ai đến đây cảm giác hoang dã, nguyên sơ. Đặt chân đến đây, bạn sẽ có cảm giác hòa mình với đất trời núi rừng hùng vĩ. Bãi biển xinh đẹp với làn nước xanh mát, bạn có thể leo lên đỉnh núi để ngắm toàn bộ quang cảnh, chụp loạt bức ảnh sắc nét, sẽ là một kỷ niệm khó quên cho bạn đấy. Và địa điểm cuối cùng mà Top Lead muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được bao bọc bởi hồ chuồi, nằm trên ngọn núi Linh Sơn, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Như đúng với tên gọi, nơi đây khung cảnh thanh tĩnh đến lạ, bất chợt từng làn sương khói mây mù che mờ. Thiền viện hiện ra giữa trời xanh cao vút, mây trắng. Bạn có thể đến tham quan cảnh quan chùa, thắp nén nhang cầu nguyện, rồi thưởng thức khung cảnh thiên nhiên ban tặng, bức tranh có độ hài hòa về cảnh lẫn tình và cụ hoa cỏ do chính tay các tăng ni Phật tử trồng. Các bạn thân mến, cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa khi bạn biết làm đẹp đời mình bằng những chuyến đi. Nào, hãy sống, tận hưởng vì cuộc đời cho phép. Huế luôn chào đón các bạn.